Đâu, quay mặt ra đây coi, trứng cá đâu? Wow. Rồi con quay mặt lên đây coi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống quay mặt lên á. Quay mặt nhìn ba nè. Rồi đưa trứng cá ra coi. Rồi trứng cá đâu? Làm lại. Đâu đưa lên coi. Rồi đưa cho ba đi, ba cho nó ăn. Đừng hù nó. Hù. Hù nó sợ á. Nó sợ kiếm cây rồi chứ. Hù. Ở trong nhận hỏi đó không được hả? Bà đang quay phim đó mà. Không được bỏ con cây. Đột trắng hay gì á? Con này chuột chuột nhà. Chuột cơm. Nữa hả? Cho ăn nữa hả? Ăn nó thèm không? Thì nhớ ăn nó.